Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring cao cấp của Gian. Đó là xe Gian XCR3500. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe Gian XCR3500 này. Xe được cấu tạo là khung nhôm làm bằng công nghệ nhôm alu xx, là một công nghệ nhôm cho khung sự bền bỉ và nhẹ, siêu nhẹ. Chiếc da này có size S, phù hợp với các bác từ 1m6 đến 1m7, hơn 1m7 tí cũng đi được. Cọc yên nguyên bản chính hãng Gian. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Nguyên bản. Dây âm sườn. Âm sườn này chỉ xuất hiện những dòng xe cao cấp đi trong sườn. Cổng phốt của Gian. Di động của Gian nguyên bản. Tay nắm sừng chắc chắn. Có tay bấm xả 9 tầng của Shimano Alivio. Alivio là xếp trên Antut với cả Dolay. Chuyển động cao cấp. Bên này là tay bấm đĩa 3 tầng của Alivio. Bộ phanh dầu Shimano, phanh dầu thủy lực. Chiếc Gian XCR này có giảm sóc. Sóc dầu. Thông số của lốp là 700 × 38C. To hơn dòng touring thông thường một chút. Cảm giác bám đường hơn. Phù hợp các bác đi có thể đi đường đồi núi được. Sẽ được trang bị cấu hình 9 tầng lip và 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Giờ em sẽ chuyển lip các bác. Lên lip. Rồi. Xuống lip. Rất là mượt. Xe sẵn sàng để bán luôn. 3 tầng đĩa. Chuyển đĩa.
gạt đĩa này của Alivio nguyên bản. Xe được trang bị củ đề Shimano Alivio nguyên bản chính hãng của xe luôn, tất cả đều nguyên bản. Phanh dầu thủy lực, quay rất trơn tru. Vâng, và chiếc xe này đang được bày bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với giá 8,8 triệu. Các bác có thể lên YouTube để tìm kênh Kiên Xe Đạp và theo dõi kênh để cập nhật những xe mới về bên em. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.